Tất cả các bạn đã đến với channel của Fat Vlog. Hôm nay bọn mình sẽ làm một clip ăn cỏ chanh. Clip ăn cỏ chanh. Bồn, mỗi người bồn quá này. Đấy. Thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ bọn mình sẽ cắt vỏ trước nha các bạn nha. Ok các bạn, bây giờ bọn mình đã đã gọt hết vỏ của nó rồi. Đây các bạn. Đây. Chỉ còn mỗi thằng hai quả thôi. Đây. Thằng này sẽ ăn trước này. Đây. Ăn không cảm giác này. Đây. Ăn không cảm giác. Đây. Này ghê nhỉ. Rồi xong rồi. Chua không? Chua. Ngon không? Ngon không? Rồi. Đến lượt thằng này này. Thử ăn cái. Đến lượt thằng Elim đã. Thằng Elim đó. Đây. Không nói nhương này. Ăn không cảm giác nhá. Chua chưa? Chua không? Chua. Thử diễn tả nào. Điểm lại cái cảm giác đó ấy. Ăn xong rồi. Mà anh đừng lại em đó. Hả? Mà anh đừng lại. Rồi đến tương lai. Ăn không cảm giác. Mấy các bạn ăn cưng. Đầy chua các bạn nha. Phù đó chắc. Mà anh sao rồi. Đấy. Ăn hết. Nhìn mặt cây cây mà. Đây, đến lượt thằng này à. Rồi, ăn này. Ê, thằng này nó ghê này. Thằng này ăn ghê à, ăn chua. Ăn ghê hả ai? Này các bạn, tôi nó ăn xong rồi. Xong ăn xong rồi. Nhanh nhanh này. Thằng này cầm sẵn rồi, con cầm sẵn rồi. Tay bị phá rồi à? Có nè. Mình này thế phê chưa? Chưa. Chưa phê hả? Dạ. Thì chưa phê thêm một quà nữa đi. Đến lượt con thằng này đi mà. Đây. Chua quá. Chua không? Chua. Siêu chua, siêu không lộ. Elim ăn anh ghê hả ai? Nhìn chua các bạn. Có cảm giác đi không? Đây rồi. Thôi đến được thằng này. Thôi em chưa thua rồi. Em chưa thua. Thằng này chưa thua rồi. Hai thằng chưa thua rồi nè. Ok thì hai thằng này sẽ bị phạt đấy các bạn nha. Đó là hít đất 10 lần các bạn nha. Ê chơi. Đừng dậy.
đây? Thằng này hít tự đây. Hít đi. Tên nọ là Ikriu. Ikriu nha các bạn nha. Y chọ. Đây, nhìn này. Đây là đại ca lớp 3A đây các bạn nha. Bây giờ bọn mình sẽ kết thúc video này nha. Bye bye.